Chào anh em các bác, đây 23 tháng 6 này, trả 3 đơn hàng cho anh em đặt đây. Đây, đây là con máy cơ 24D718 này, con này về Tràng Bàng Tây Ninh nhé. Đây. Con này chuyên chọc bộ anh em nhé, 24D718. Con máy thứ hai là 16 phép này, bấm pick 3 chế độ này, cho anh Hòa. Đây, về An Bình, Long Hồ, Vĩnh Long. Đây, hai con này để Vĩnh Long hết anh em nhé, về Long Hồ hết nhé. Con này là An Bình, con này là Phú Đức này. Con này là 24 phép anh em nhé, 16 phép, 24 phép, 24D. Đấy. Bây giờ em test nhé, test qua từng con máy một cho anh em trước khi gục này và hướng dẫn anh em cách sử dụng này. Thì con này là máy bộ anh em nhé, có béo cặp bình đầy đủ cho anh em. Đây, đây là con 24D này, bóp xung này. Đây do anh Trần Minh Truyền Tràng Bàng Tiên Linh. Bộ nung này là mạnh yếu nhé, thì để anh đặt tầm này em đánh dấu nó 90 giờ, bộ nung này để 12 giờ lì này. Đánh rô phi thì cái đánh lì này cho khỏe này, để anh đánh nóc chê trước khi vượt thoáng anh bật nóng chung lệ được. Tiếp liên tục là đến máy 16 phép này, đánh Hòa An Bình, Long Hồ, Vĩnh Long. Đây con máy của anh đây nhé. Đấy, bấm pick 3 chế độ này. Đấy. Đấy. Việt Nam E55. Đấy. Con này thì 16 phép nó dễ đây. Còn con này 24 phép này nó khỏe hơn Việt Nam E65. Đấy. Bây giờ mà test này, test con máy 16 phép cho anh xem. Này. Em cứ cái đèn này hay có đỏ nó dương. Này. Có bóp điện thao máy này, chế độ tổng hợp này, volume anh em nhé, tiếng máy của nó này. Máy rất khỏe anh em nhé, máy này thì đã bao cái khi anh em nhé, lắp chơi chắc các bạn, đánh tổng hợp nhé, chế độ cắt trắng này. Và tổng hợp này, lắp tất cả các loại cán, volume này, nhỏ này, mạnh này, máy rất khỏe anh em nhé. Đấy. Tiếp tục là đến con máy 24 phép này. Anh Hoàng Bảo, Phú Đức, Long Hồ, Vĩnh Long. Đây, con máy 24 phép của anh ấy nhá. Test cho anh xem này. Con này thì rất khỏe luôn. Con này 24 phép chạy pin áp to E65. Thật sướng anh em nhé. Tức nguồn này, đây, có bóp này. Bên cầm vạc em cho nhận hoàn chỉnh một chút này. Đây là chiếc cấp tải anh em nhé, chiếc cấp tải nó này, chiếc cấp tải thì máy nó chưa hoạt động. Cái máy điện tử thì anh em dùng nhé, để cấp tải đầu ra cho nó hoặc thả vào xuống nước thì máy nó hoạt động, còn anh em bóp vỏ trên bờ thì có gió nó quay nhé. Đấy, 24 phép đây anh em nhé. Để chế độ tổng hợp này, đấy. Hai con này hôm nay thì trùng hợp anh ạ, đều là nóng hổ hết, hai máy này đều trên thuyền nha anh em nhé, máy rất khỏe nha anh em, vẫn mát luôn nhé, nhưng mà tiếng Việt mặn to này, hôn đủ này, thuyền mình vượt giỏi. Một tí nhiệt này. Đấy, đây là máy của ba bác nhé, đặt nha. Bây giờ em đóng hàng gửi cho các bác. Các bác cần nâng cấp sửa hay là tư vấn về máy thì cano em nhé.
0985 93 336 em ở Nam Định các bác nhá. Chào các bác, chào anh em.